Chào buổi sáng tất cả mọi người nha. Hiện tại thì mấy anh em mình đã lặn lên và đã hoàn thành xong một đêm. Bây giờ cũng đã sáng rồi. Hôm nay thì mấy anh em mình sẽ làm live dài buổi sáng một tí, sau đầu mới ngủ. Thì buổi sáng nào cũng vài cướp mà lặn lên xong một đêm thì cứ sáng dậy á, thì anh em mình sẽ nhậu một miếng để cho dễ ngủ hơn. Như mấy video trước á, thì anh em mình lặn gòn thì ngủ tới khoảng 7 giờ sáng đến 8 giờ sáng mới dậy để ăn uống, nhưng mà bây giờ thì lặn tới sáng luôn. Khi mà sáng sớm á, mấy anh em mình không có tập trung ở phía trước này, chia ra hai phía giỏ đèn ở này đi tới là ban đêm anh em mình sẽ tập trung ở này để làm việc, còn buổi sáng thì sẽ tập trung ở phía sau để ăn uống. Rồi tiên sẽ quay một buổi sinh hoạt của mấy anh em mình trên channel để gửi tới cho mọi người xem như thế nào. Bây giờ thì tiên sẽ đi về sau là chỗ mấy anh em mình sinh hoạt này. Ở cái phía này là thì là máy cái cây để anh em mình phơi quần áo. Khi mà lặn lên á sẽ có chỗ phơi cho nó khô nha, về chiều tối á thì mặc vào cho nó ấm. Hai bên luôn, bên này một bên và bên này một bên nữa. Đấy. Rồi giờ thì đi về sau này. Thầy mai nữa mình sẽ tập trung ở phía sau này để ăn uống. Ô, oh, được một kha. Chưa. Mực mẹ mực ra từ ký nè tụi nghe kém ghé. Đấy, buổi sáng này thì tập trung ở sau này dọn dẹp hơn. Tí nữa nó chín mùa thì sẽ lên để dùng. Thì đi chuyến này có tổng cộng là 9 anh em nha. Đó là anh hai mình sáng giờ câu mực. Buổi sáng này nó thưa hơn buổi chiều tối. Buổi chiều tối câu nó nhảy lên. Mùa là sáng này thì anh em mình sẽ ăn nè. Còn một sòn có con cua kỳ đế. Mà ngủ chứ đo, con này đo chứ ha. À, quét chúm. Quét chúm lại mới xem sơn. Hai bé con kỳ đế lại mày. To luôn rồi. Đây là một dĩa cua này. Đó, thầy thấy bực sò thì tôi đưa tôi bè bơi xuống liền, tôi ở được con đấy. Đây là ốc ốc tẹp, cái là ốc ăn. Thầy họ má đem tập trung ở phía sau này hết nè. Thì thành viên là có anh hai này, anh Tâm. Anh Tâm thì cũng ở trong xóm với mấy anh em mình. Có anh Tư mình với là anh Năm và anh Tám. Anh Tám thì cũng có một cái kênh Văn Rẫm TV. Đây là anh Lỡ, bạn Trương và anh Thiền. Đấy, mấy anh em mình thì có những gương mặt rất là quen, chỉ có anh Tâm với anh Tư với anh Lỡ là mới đi chuyến này thôi. Cuối sáng như này mấy anh em khỏe, ngồi nghỉ ngơi về ăn uống về ngủ nghỉ thôi, không có làm ban ngày nha. Do ban ngày thì hải sản khó để bắt, nó không có ngủ, với lại nó cũng không đa dạng hải sản bằng ban đêm. Rồi giờ thì mấy anh em mình sẽ làm món để nhậu. Đây mấy con ốc heo Liên Xô này.
Bây giờ thì với anh em mình sẽ lên tập trung để ngồi lại ra một miếng này. Lưng tiền sẽ đi qua cái phía này chui vào này. Chắc là lên cái mũi này tán người tốt luôn giờ. Anh em lại ra một tí sau đó mới ăn cơm chính nha. Bè một dĩa, một dĩa ốc, một dĩa cua và một dĩa mực. Chắc lắm. Lên cái. Còn ra hùa bò. Nó béo kiểu là chừng đi đi cái đám đi đeo sờ lên sân. Đi đi nuôi đi. Ngày dài chưa đi cái dài xuống nghe gió vậy là cái gió đó què nó mới đi cho đi giờ. Quả quả sẽ là cái xuống cái đầu. Còn số luôn. Ơi nó bắt chết cái nó được nào. Lấy dừa mì. Lấy nó bấm nữa. Đây, bấm tối rồi, bây giờ ớp, ớp, mì chén, cái chén luôn đó. Đũa nữa chứ, đây đây lên đưa đầu. Đưa đi đó. Từ kia phải nằm đó. Sao sao nè. Gì đâu, ở dưới lưng lơ, vậy gì đâu. Con cha, con cha hả? Ờ, nếu nói chuyện thôi. Con trai gì vậy? Ui, cái bò này cái thuốc gì lấy nó bay vào bông từ từ nó mẹ ăn đi. Ngon đi. Để quẹ nha. Rồi. Thôi thôi, có tổng trái rồi. Làm mình. Đúng, dính mọt cho nó ngon. Thường là mấy anh em mình á sẽ sắc để cái túi mật rồi ăn luôn, nó ngọt hơn. Túi mật cho ngon, túi mật nè, phải để hai túi em cho ăn. Giờ cháy luôn chờ gỡ em xuống nè, giờ cháy luôn chờ. Ngọt chết cái ngầm, có gì đâu không che. Túi mật thì mật nhỏ nó mới ngon chứ còn mật to ấy, nó đắng và nó chét lắm. Luộc lên tè ấy. Còn cháy không? Trời ơi mặt bò à. Bò kê ra coi. Bò chui. Bò 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 đó. Bò chắc. Lâu lâu rồi mà. Ừ. Một cây. Hả? Cây mẹ. Đi rồi mua một cây. Bó cây. Quần áo đó mày xé. Chia ngừng quần coi giờ. Đó ai vậy? Đúng rồi. Mới là đi được là 2 cây à. Đúng rồi. Đó là cho nó. Đó là chấp điểm lại. Đầu mấy người tay luôn rồi. Rồi, thì ta thì mùa mì cũng đầy đủ đầy luôn, hai dĩa luôn hả? Mấy con mà nhiều rồi chứ hả? Đồng ký. Được hai dĩa. Rồi anh hai mình sẽ đổ về trước. Tối dạng quá. Đầu bùa tối. Đào với gì rồi? À, ngồi đó. Bà bài uống đồ rồi thầy. Đài tiền mời mọi người nha. Làm người miếng. Bò luôn đó mẹ. Bò cứ bò cả chén là sợ ở đồng mấy nhà bà. À. Đó là chờ vời. Chú ra, đây nè. Để găm cục. Đó, chú đó. Bùa dù nó gánh căng vậy, ai gắp cho được rồi. Người gắp được uống dù không chứ. Quay chị quên đến đâu. Được mày. Ừ. Mà thương ngồi thằng thế chứ keo rồi chứ keo rồi chà. Ừ, à quay chỗ ngồi giống à. Ừ, đâu đây. Đó. Quay chỗ đây ngồi giống à. Em à. Chứ không ngồi, đó ai có đâu. Không được, không được. Gắm em à, gắm à. Ừ, nó được rồi. Ừ, em ho, có bữa hôm em lại chuyển đi em mi rồi. Miếng kìa. Đúng. Cắt chờ rồi, người khác còn lại. Mấy cái con ốc này á, thì mấy mình để lại luộc nhỏ như này, cho thương lái mua không có chuộng cho lắm. Ốc sắc ăn rất là ngon. Cho ốc sắc thì nó rất là độc nha. Nó có một cái kim tim á. Nhưng mà lấy cái kim tim đó ra rồi thì ăn ngon cực kỳ. Do đang béo tăng ra giảm đi.
có khi chừng để đem khó tém chưa đi cũng đi chưa lại đế chưa về chưa xuống rồi xuống đó thấy là đi về rồi tôi chưa hồi tập tay nó khô à khô lắm khô mà giờ còn nào có năm xa lấy cái bãi xa giờ còn khác à đi nghe đi mưa luôn mệt cũng nè nữa từ giờ chín mươi sai tập tem mày thế ngang luôn sao mà cái ngang mưa luôn bây giờ cũng đi cũng được mẹ lo lẹp đại chờ nghe hồ nó sau rồi đi mai bốn mà chưa mai bốn gì bốn ngày bốn ngày lờ hả thấy chị ba chị ba chạy đếm nào cơ ấy sáng có việc cơ sai xóm nằm nó lo ăn ra hết là keo keo khe à rớt một bốn một năm tham còn chưa tới điểm biên đê nữa thằng thằng biên nó rồi mua anh giờ làm chưa tới đột đột đo vậy mày nãy giờ tới rồi đi lặng về để sai sắm nhất hai bên che che dòng máy ở cốt chèo luôn để 14 xa máy luôn kể cũng chưa tới điểm là hòa nữa à nói còn gì đéo lắm nó kẹt này vô tiền thì vô xa kẹo nghi luôn đâu đi nữa hả mới có con chè nào đi nó chạy kiểu quy vậy thôi chứ hả con chèo cái đi chiếu là về chạy cái đó Trung Quốc dược cũng nghe cùng mượt luôn chờ nó bay không lúc cái nháy nháy lại mẹ à hình như cái dòng máy nó dán xuống chiếc này nó chạy vậy là nó khó vì họ kêu người chạy họ đi nhiều kia có một anh em nhỏ đi nữa chơi đi tôi chạy mới nó mày dòng máy nó gắn xuống chiếc này không chạy. Ở ngoài đảo tiên thì cái tiếng đặc trưng là như vậy chứ không có phải là dân tộc gì đâu. Ở ngoài đảo thì dân tộc Kinh nhưng mà nói tiếng là nói tiếng đảo. Em có đồ dày cái anh rồi ho cái gì anh nhưng đứa còn biết ho dày là cái gì nói nhanh quá rồi đâu nghe nào hiểu được gì trời ơi năm đó đi ra một mẹ nhỏ tơ mẹ ý là lặng lơn nhất đó là nhất là như vô là mua hàng tầm mà anh tôi nhớ ôi giời cười à lắng chi đâu phải mẹ lắng chi đâu phải lắng sau chứ cho nó nhất đúng rồi thằng cua cậu mình nói đi vô như được còn tiếp là gói thuốc đau nhất gì à cậu mình nói đi vô gơ tua đằng ở chỗ ít giờ chỗ uống nhảy vô lửa dầm căng nha lửa dầm căng không vậy cơ quý mẹ con mắt con chú đừng có nhớ lại lắm có ông cùng quế mẹ mấy năm còn đi lang bao giờ ông nghi rồi hả không nghĩ cũng đi bây giờ cho con đi mẹ đi chẳng lái ông chẳng lái ông đâu có lăng 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 mẹ ý rồi đi vô chẳng lớn rồi chỉ có trầm xanh thôi à cứ lăng sao lăng đâu lấy coi cười không đi xuống này đặt xe mới lấy cả một bé dài lực từ đầu rồi gùi rồi xuống nước gùi xuống nước ăn bình tương này gùi chỉ bon gùi mình chạy vô thái quê cười dữ luôn gùi mình đi lại rồi gùi chắc làm gì ấy ấy xe nó kéo đuôi rồi bây giờ đâu không kín cái đèn này vẫn đang kín không như này nè hồi mình xuống mới là nghe chị vô cầu rồi sao rồi mắt coi nhìn rõ không chứ mình nói thấy rõ rồi ai nhìn rõ sờ mắt, rồi mình cắn cắn khớp vào luôn mình nghĩ rồi. Chế tại chế xì bái á, xì bái rồi chế này bưng thầy keo xì bái rồi đếm nó lăn đi ngang cả miếng cầu 2-3 mét gì đó, lăn đi ngang rồi chế bơ cái nước mất hè rồi à, bơ rồi xì bái đi ngang cả miếng nó chẳng thấy sao chỉ mơ chậm là cọt ta. Cả nó là tổ luôn rồi, chị ngu vậy, tổ à, chị quen rồi, tổ rế rồi. Cái đó mình rồi, cái quái cục quái còn cái quần xì chạy miếng như tắm luôn. Mà sao. Đúng sao? Mày thả đèn cho chạy vô trời, biết nó xe mẹ. Cái tao còn tư chạy thôi biết nó xe. Khách du lịch ấy chạy còn áo quần. Một bề chạy rồi. Mình đúng là mưa mưa hạt tư bạn mì. Rồi mình đi vô này, mình đi vô này thấy ngoài chỗ cả tiền tì á. Cà phê, cà bò, cà nước keo nói á. Rồi cà phê ngang á, còn cà phê là tiền ngưa xuống rồi. Ừ, mình đi ngưa xuống, mày sẽ biết. Đấy, cái đó làm lì à. Vô, lần làm lơn xong rồi biết. Bằng keo mình đấy, dán luộc rồi đi hết. Khô hồng sơ, nó nóng, nó khô hồng. Ngay còn mới xuống rồi,
lại chỉ tống tống xong rồi quéo thì ra này chỉ chạy về bên dưới khô chạy luôn à thôi à không không quê à cứ lấy một đế đổ lên đầu rồi ngoài ngoài xuống nước ngoài xuống nước à mình chạy vô thắp quê cười nó về cuộc sớm thấy anh nghỉ hộp cơm mình cầu lẹ kỳ mỗi lần lẹ 14 tư mà miệng tay này mà lẹ bằng mì rồi tập tay rồi giải mình nghĩ là nghi rồi thằng ra chỉ có đủ một chỉ có đủ kéo lên đứng đầu thôi mình bị quay lại rồi sao bỏ chó không á chúng ta giờ mắc qua thứ gì ai giờ gì vậy chỉ bị co chúng mất quyền hết hiện tại thì mấy anh em mình cũng đã làm lai dài một tí xong còn mấy con cua này nghĩ anh Thiện với bạn Trường nghỉ rồi xuống nấu ăn tí nữa dọn dẹp cái đống này thì xuống ăn cơm thành quả sáng giờ hơn một lít còn tí là làm còn khoảng một xì nha là chi những người nói nhậu nhiều nhậu quen cửa hai bé trai nói chưa đông người người có vài miếng à tám người nè tám mình không không uống rồi bây giờ thì tới giờ ăn của mấy anh em mình bữa ăn sáng em ta là nước mắm cá nước mắm ngựa mắm muối mắm tính ngồi xuống rồi nói ai là nó tắt nó lóc 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 rồi giờ thì mình nên mình sẽ tập trung lại bây giờ cũng đã 8 giờ sáng rồi ăn xong thì ngủ tới 2 giờ chiều Rồi, tập trung ở phía sau này để đủ luôn. Em cho cầu luôn khó phơi cho đi từ đầu nếu mày chó nó cắn chết hết chó nào nữa rồi coi rồi về cắn rồi bo à chết hết luôn còn đã bị chết rồi bo à cắn theo cắn lại cắn cho hết họ nuôi rồi cắn cũng còn sạch sẽ luôn cắn từng con từng con rồi con chó con gì đã bị cắn hơn bề chống chung lắm rất chó nhà chó thằng bố mẹ lúc đó cho con quèo chống chung mua ai có đầu đó rồi nạp tầm mấy gì thì lấy dùng một cái mày chỉ diễn thảo ơi cơm ơi cơm ớt cơm ớt đứng dậy đầu một cái mày có ớt sẽ ăn xe vô quen lọn có ớt cơm rồi anh ha mình ngồi chỗ đây này anh lễ ngoan cũng ăn hả lễ hả giảm con đang có giảm con tới trưa nhậu buổi sáng rồi no giá vì dám coi cho bốn bữa con này rồi giờ thì xuống dùng bữa này đánh một cái nhẹ nhàng có nhiều con người thay thuốc rồi làm ăn băng mày băng băng đây có băng băng đây rồi được chưa bữa nào nhậu quá thôi đây đường xương vừa nó nhỏ nó gặm làm em uống cạn ly đúng là anh đó anh chưa đi được trái rồi đào ít tiền đầy sáng cho nó mà có cái có view chờ không lỏng có view xào nó la chỗ nó đăng ký của em nhờ đọc truyện ha. Cứ gửi cho gửi đặc sáng rồi. Người sao? Người phải cua người biết. Chẳng chẳng nhớ ai. Cặp phải rồi. Cái mày hay mày vì càng quấy chắc có hôm nào đối với vị thứ. Năm bị mì chơi. Lớn rồi. Hôm nay mấy anh em mình nấu cái nhái nấu canh cải.
sao mà về chơi. Tính nhân mà bò ra thì cũng đã được rồi hả? Có phải phụ út? Như ở đằng đầu chỗ là chỗ, cả chỗ tôi rồi. Ừ. Tôi làm hầm à. Nghe chưa thằng này bói rồi hả? Đông đi. Quét tay ra mẹ, hôm nào đói em. Hôm nào muốn nó đói em. Đã bạn lễ công an thì ngủ trước. Tí ăn xong thì mấy anh em mình sắp xếp vô vị trí để ngủ. Chia ra bây giờ ngồi xoay tròn như vậy. Chỗ này chưa được 9 người luôn. Hôm chiều hôm qua thì có ngồi ăn vừa đủ luôn. Bây giờ thì mấy anh em mình sẽ uống nước rồi nghỉ. Cô hớt đá chạy rồi. Ăn cơm xong thì sẽ uống nước rồi đi nghỉ. Chiều lại sinh hoạt tiếp. Sơn cỏ tay. Phía trên này thì 5 người, anh Tám mình, Bình Trương với anh Tư, với anh Tâm với anh Hai. Anh Tám mình với anh Hai thì sẽ ngủ võng nè. Còn anh Tư với Trường với anh Tâm sẽ ngủ phía dưới. Còn bốn anh em mình ngủ ở dưới này nè. Không. Đó. Chỗ này ghép vô được 5 người luôn á. Có lẽ là video của Tiên chị cũng xin tạm dừng tại đây. Tiên chân thành cảm ơn mọi người đã xem đến hết video của Tiên. Mọi người hãy cho Tiên xin một like và một đăng ký kênh để ủng hộ cho Tiên nha. Tiên sẽ cố gắng hơn nữa để dành nhiều video hấp dẫn cho mọi người xem. Còn nếu mọi người có những cái nội dung gì á thì cho Tiên ở dưới phần bình luận để góp ý cho Tiên để Tiên đọc và sẽ dành nội dung mong muốn của mọi người xem. Còn bây giờ thì Tiên sẽ vào bên trong này để ngủ nha. Đây là chỗ ngủ của Tiên này. Mấy anh em cũng ngủ hết rồi. Vô. Chào mọi người, hẹn mọi người về video tiếp theo. Giờ thì bye bye.